Hello, chào cả nhà YouTube. Hôm nay là ngày Chủ nhật. Khí hậu rất là tốt, mặt trời lên, không có mây mà nó lại không có lạnh nữa. Cái chỗ này có một bụi xà lách rồi, còn sống sót vào mùa đông các bạn. Mình thấy nó tốt quá, mình cũng tiếc mình không có dám bẻ ăn nữa. Bự quá hả? Cái khu mà xung quanh này á, các bạn thấy là hiện giờ là đất không á, nhưng mà thật sự đây là mình lúc trước mình trồng rau muống không á, trong mùa hè á, rau muống cao như vậy nè, tốt là tươi tốt. Nhưng mà thí dụ như bây giờ đó thì mùa đông á, nó chết hết rồi, nhưng mà mỗi năm á, thì mình đào lên hết rồi mình trồng lại, thì cái thời gian mà từ hạt nảy mầm cho đến mà nó lên thành cái cây cọng rau muống dài á, lâu lắm. Còn năm nay á, thì mình làm khác, mình cũng làm đất đồ sạch sẽ rồi mình thêm phân bò, phân gà rồi vô, rồi mình kiểm tra độ pH của nó rồi cho đúng tiêu chuẩn của rau rồi thì mình lấp đất luôn, lấp gốc luôn. Thì mình hy vọng rằng á, năm nay khi mà trời ấm lên á, thì cái gốc nó rễ rồi nó có sẵn á, nó sẽ lên nhanh là mình sẽ có thu hoạch nhanh. Chờ lúc trước mình gieo hạt á, tới 1.5 tháng sau mình mới được thu hoạch được lần đầu tiên. Hy vọng là kỳ này khoảng chừng 3 tuần là mình có thể ăn được rau đầu tiên á các bạn. Và cái này mình thử thôi, tại vì cũng có nhiều người ta dạy cho mình, người ta kêu mình làm vậy thì mình cũng làm. Tiếp theo đây là cái chậu rau răm. Ồ, trong mùa đông này mình cũng chăm sóc cái này dữ lắm các bạn, nó mới còn được như vậy nè, chứ không là mỗi năm là nó rụi hết rồi. Đây là hẹ đó, cái này là hẹ là mình cũng dưỡng dữ lắm đây không, mỗi lần mà bà xã mình làm gỏi cuốn rồi đó, đó là bà ra bà cắt cái hẹ này vô, mà hẹ của mình trồng ăn rất là thơm nha, chứ mình mua ở shop thì mình ăn nó không có thơm. Cho nên chính vì lẽ đó mà bà xã cứ kêu mình trồng đi, mặc dù mình trồng cực lắm chứ không phải là dễ trồng đâu, nhưng mà mình ăn mình lại cảm thấy mình happy hơn vì nó rất là ngon và thơm. Đây là các bạn thấy gì không, đây là ngò đó, mình trồng vậy đó các bạn, mình cứ xây vòng, cứ cái này nó nhỏ lớn lên thì cái khác mình sẽ ươm hộp khác trong cái chậu khác, để khi mà lúc nào á trong quanh năm nhà mình cũng có ngò ăn hết đó. Đây nè, cái ngò lớn nè đó, hành đó, mình thấy cái hành này nó lớn lên bông rồi, thì trong lúc thời gian mà nó gần lên bông rồi là mình đã gieo cái khác rồi. Còn các bạn ở đây đặc biệt là dân Nam Bộ các bạn ha, rau đắng cá kho nha các bạn, rau đắng mọc sau hè, đúng là sau hè nha các bạn. Mùa đông mà mình vẫn còn giữ được rau đắng như vậy là rau đắng này mà nấu làm cá kho xong là mình chấm với rau đắng là tuyệt vời. Cái này là bà xã mình thích lắm. Đó, đây là những chậu rau húng cây. Rất là thơm nha các bạn. Thơm lắm. Mới vừa trời hơi ấm lên là nó đã mọc lên rồi đó các bạn, thấy không? Chứ cái những cái loại rau này là gia vị này là thường vào mùa hè, trời ấm thiệt ấm thì bắt đầu nó mới mọc lên. Nhưng mà bây giờ của mình ở đây thì mình thấy nó đã lú lên rồi nè, nhỏ rất là nhiều. Hy vọng rằng vào đầu cuối mùa đông, đầu mùa xuân là mình có ăn rồi đó. Chắc vào tháng 9 là chắc bà xã mình làm một bữa bánh xèo rồi đó. Đây là rau húng lũi. À, các bạn thấy tốt không? Rất là tươi tốt. Mình không có xài sang phân hóa học nha, chỉ phân bò và phân gà thôi. Đây là cây quế. Ồ, rất là thơm. Mùa đông là nó thấy nó tươi tả chứ các bạn. Nhưng mà một cọng rau quế, một lá rau quế ở nhà mình á, khi bà xã mình bả nấu phở hay là bả làm bánh cuốn gì đó, bả cắt một vài lá vô thì bả thêm cái bữa ăn của mình nó thêm phần hấp dẫn nha các bạn. Rất là thơm. Còn đây nè, mình mới làm xong là cái vàng này á, là
rất là đặc biệt nha. Tới mùa thu á, là mình trồng su su. Ăn mùa tới mùa thu có trái là mùa đông nữa. Bây giờ mình mới cắt hết cho nó ra đợt khác. Mình hy vọng là mùa xuân nữa sẽ có đợt trái của su su khác. Các bạn thấy su su rất là tốt không? Mập không? Đó. Mà những cái cây này là cây vào mùa đông. Đó, còn đu đủ của mình trồng đó. Các bạn thấy thấy không? Cái này là cải xanh. Đó. Cải xanh của này của mình là gieo cách đây 1 tháng được, tại trong mùa đông mà nên nó lên rất là chậm. Nhưng mà mấy bữa nay trời ấm rồi thì nó lên, mỗi sáng mình ra mình thấy điều thay đổi các bạn, nó lên nhanh. Có như cây này nè, cách đây chừng 1-2 ngày nó có chút chéo à, mà bữa nay nó cao rồi. Còn cái chỗ này là năm rồi á, là mình trồng đậu rồng nè, rồi dưa leo, có cũng có leo bên đây nè. Rồi hết đậu rồng, hết dưa leo thì mình trồng bầu. Nó bò từ đầu này qua tới đầu kia. Và trời bắt đầu ấm lên là mình chắc vài hôm nữa mình có thời gian mình sẽ làm đất. Ồ, cây đu đủ này á các bạn. Các bạn biết cái cây đu đủ này bao nhiêu năm rồi chưa? 6 năm có rồi các bạn. Cứ hồi lúc đầu á, bắt các bạn thấy cái gốc đó không? Đó, nó lên cái đầu tiên. Cái nó lên cái tới mùa đông. Cái ăn được, ở đây trồng đu đủ rất là khó, 3 năm mới có trái. Và khi nó có trái rồi á, tới mùa đông tới nó chết. Nó chết cái mình chặt gốc, cái nó nảy ra mấy cái cây con đó. Nó lên, rồi bắt đầu nó lên đây nè, nó tẻ nhánh ra. Mà mình làm mấy đằng như vậy đó. Rồi một cái cây đó đó các bạn, mình chiết lại cây đu đủ, mình chiết ra mình trồng ở đây các bạn. Đó. Thấy không? Cái cây này nè, dưới cái cây đây đằng kia kìa, là nó lên cùng một lượt đó. Đó, nhưng mà mình chiết ra mình trồng thử trong cái này, mình thí nghiệm thử trong cái thùng thử là như cây kiểng vậy đó, coi thử nó có sống hay không. Nhưng mà mình hy vọng nó sống, tại vì năm nay nó mình trồng đây nó cũng được 6-7 tháng gì rồi. À, các bạn thấy đây là gì không? Snowbee. Cái loại đậu này đặc biệt là chỉ nó mọc vào mùa đông rất là tốt. Các bạn thấy cái này là toàn bộ mùa đông nè. Mình bắt các bạn thấy cái bông vậy ha. Nhưng mà chỉ vòng vòng 3-4 ngày sau á, là mình đã thấy cái trái nó bự rồi. Mà cái trái như cỡ này á, bữa nay thấy vậy chứ ngày mai là ngủ đêm sáng, ngày mai là mình có thể hái được rồi. Còn mình để chừng ở đây mình cứ 2 ngày mình hái một lần, 2 ngày mình hái một lần là thu hoạch. Là cứ một lần vậy là gia đình mình 6 người là xào đủ ăn đó các bạn. À, còn các bạn ơi, đây là cái cây xài mà nhà mình trồng bằng cái hộp nha các bạn, chứ không phải là mua chiếc nha các bạn. Mà cái cây xài này trồng nay cũng được 7 năm rồi. Mà nó có trái được 4 mùa rồi các bạn. Là 4 năm nay có trái rồi đó. Năm rồi cây xài này, các bạn tin không? Gần 30 trái đó. Và bây giờ nè, mới gần hết mùa đông, bắt đầu nó ra bông nữa các bạn. Bắt đầu nó ra đột non nè, tôi thấy, mình thấy những cái bông nó nu lú lên nè. Hy vọng năm nay nó sẽ nhiều trái hơn. Còn đây là một cái cây bơ nha các bạn. Bơ bên Úc này mắc tiền lắm, một trái $2, có khi $2.50 một trái nha các bạn. Mà nhà mình thì bà xã với mấy đứa con mình thích ăn cái này lắm. Cho nên mình cũng lấy từ cái hộp của những cái trái mà mình mua mình ăn đó. Mình trồng bữa nay nó lên được như đây nè. Cái này là được 2 năm rồi đó. Lúc ương cho tới bây giờ được 2 năm. Nói chung là mình ở cái khu này thì rất là yên tĩnh. Những người xung quanh của mình, người ta rất là thân thiện. Và người ta cũng rất là vui vẻ khi happy khi người ta thấy mình trồng những cái cây nhỏ như thế này. Và những cái người neighbor của mình đó, người ta cũng
vui, người ta nhiều khi người ta cũng tới, người ta cho mình, hay là người ta cũng thấy trái ngon quá, người ta cũng xin, mình cũng cho người ta. Cái đó là cái sự mối quan hệ của người láng giềng. Nãy giờ các bạn xem cái video về cái background của mình đó, các bạn thấy có thích không? Nếu các bạn thấy thích thì các bạn hãy cho mình một cái lời share nha. Và nếu các bạn có nào có kinh nghiệm về làm vườn mà muốn giúp đỡ cho mình để làm cái bách ca tốt hơn thì xin các bạn hãy cho ý kiến để mình học hỏi. Và mình cũng thật sự cảm ơn các bạn đã coi cái video này, vì mình cũng muốn giao lưu với tất cả mọi người. Xin chào các bạn.